Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vụ việc một đối tượng dùng súng giả và roi điện uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tại Đà Nẵng đã gây chấn động dư luận. Theo cơ quan công an, đối tượng đã nhiều lần xuất hiện tại khu vực để dò la, nắm bắt quy luật hoạt động của ngân hàng trước khi hành động. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 24 tháng 4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố đã đến thăm và thưởng nóng lực lượng công an thành phố về thành tích điều tra phá án bắt giữ nghi phạm cướp táo tợn tại phòng giao dịch ngân hàng Việt Tim trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Thượng tá Trần Nam Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo với lãnh đạo thành phố về diễn biến vụ cướp và sự nỗ lực cao độ của lực lượng công an thành phố. Thượng tá Hải cho hay nghi phạm Lê Phú Cao, 32 tuổi, ngụ ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã nhiều lần lảng vàng tại khu vực phòng giao dịch về tìm hiểu chọn thời điểm gây án vào cuối giờ làm việc buổi sáng khi phòng giao dịch vắng khách, đồng thời các tuyến phố xung quanh cũng vắng người nhằm dễ bề thực hiện hành vi phạm tội và tẩu thoát. Thượng tá Hải cũng cho biết để uy hiếp bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch, Cao đã sử dụng súng giả và roi điện để đe dọa, đồng thời dùng nhiều thủ đoạn ma mãnh như dán hình xăm giả lên cánh tay, dùng biển số giả, thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn. Sau đó, Cao chạy xe máy vào gửi tại một trung tâm thương mại rồi đón taxi đến ga hành khách. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là nơi đông người nhằm cắt đứt sự truy vết trước khi tiếp tục đón xe về nhà trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều. Sáng ngày 21 tháng 4, nghi phạm quay trở lại trung tâm thương mại để lấy xe máy về trả cho bạn gái ở đường Đồng chí 6, phường Hòa Khánh Nam. Cao đã tốt nghiệp đại học, giỏi về công nghệ thông tin nhưng mê game đánh bạc. Thời gian gần đây, Cao có ý định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính và nộp các khoản phí. Vì vậy, nghi phạm này đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng nên có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án. Khi Cao chuẩn bị đồ đạc để trốn đi Quảng Trị thì bị bắt bí thư thành ủy đà nẵng đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của công an thành phố và các đơn vị phối hợp qua vụ án cho thấy trình độ tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an thành phố trong đấu tranh làm rõ phương thức thủ đoạn bắt giữ đối tượng và thu giữ phần lớn tăng vật vụ án bày tỏ sự cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các công an địa phương sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đồng thời đề nghị rút ra một bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh truy xét các đối tượng các hành vi phạm tội tương tự công tác tổ chức phòng ngừa của các ngân hàng đại diện lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân thành phố bí thư thành ủy đà nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tặng hoa và trao một số tiền thưởng nóng công an Đà Nẵng. Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng xảy ra, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng. Trước tiên, lãnh đạo và nhân viên ngân hàng phải thường xuyên cập nhật tình hình, nắm được những phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng, phải xác định tội phạm có thể xảy ra ở bất cứ đâu, từ đó đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó phối hợp với ngành chức năng xây dựng phương án và diễn tập bảo vệ chống đột nhập, cướp tiền, tài sản, tổ chức tập dượt thường xuyên các phương án, sao cho tất cả các nhân viên ngân hàng và bảo vệ đều làm chủ được các kỹ năng ứng phó trong các tình huống phức tạp. Đặc biệt, phải chủ động ra soát lại lực lượng bảo vệ chuyên trách, đảm bảo đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy và phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng kỹ năng phát hiện dấu hiệu bất thường, kỹ năng xử lý tình huống cướp xảy ra, trang bị vũ khí được pháp luật cho phép sử dụng để đội ngũ, nhân viên, bảo vệ có khả năng phòng vệ, ngăn chặn các vụ cướp. Duy trì việc thường xuyên bảo dưỡng hệ thống thiết bị an ninh như cảm biến nhiệt, cảm biến hồng ngoại, camera, báo động báo cháy, kịp thời bổ sung, sửa chữa, đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả 24 trên 24 giờ.